Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel hôm nay. Bây giờ mình đang trên đường ra đón người chủ nhân của chiếc Huracan. Thì đang ở phía trường các bạn. Mưa quá trời các bạn ơi. Lửa chặt ngày rồi. Mấy hôm nay trời đẹp, cái bữa nay bắt đầu nó mưa. Mưa đến quả cả qua tuần tới, mưa nguyên một tuần luôn. Mưa tầm tã. Giờ đi vô cái Terminal B. Arrival là đi dưới. Arrivals. Còn kia là đi. Phải đây không? Ok, bây giờ chuẩn bị chưa? Rai mừng quá, mừng quá. Sau khoảng 1 tháng trời ha? Hai tháng. Anh ngâm xem quá. Tôi định nói 2 tháng rưỡi nhưng mà tôi quên, tôi nói 1 tháng trời, khoảng 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Thì ok, bây giờ thì Dạ cho em mở lẹ đi. Chúng ta ngoài cho em mở lẹ đi chứ. Ok, đi theo sân vang à. Đó. Ok. Rồi. Đó là cái BB của mày á. Trời ơi, con khui nha. Dẫn từ từ lên thôi, đừng dẫn nhiều. Biết rồi. Chắc em xin luôn cái bọc này quá. Đuôi. Đó. Quắn lại, đừng cho rớt xuống đất. Dạ. Em lấy cái đó. Ây da. Sorry chị. Trời ơi. Đó sơn vang. Trời ơi, cánh gió. Ồ, nó khớp với màu đen luôn chứ hả? Ừ, carbon luôn mà, carbon nó đắt dữ luôn mà. Trời ơi, cái bản số carbon luôn. Ây da. Trước. Chí Aero. Đứng lên luôn chứ. Thôi đứng gãy anh ơi. Thử coi. Đứng dơ. Bỏ một giò nó đạp xuống coi. Cứng không? Ngắt. Mang cá luôn á. Cái này cái gì? Mang cá. Ồ, mang cá hả? Mà sao không là cano đó hả? Ừ. Này trước nè. Ồ, cái màu cabin này nó hợp với cái đào đen luôn tươi. Dạ. Bóng láng à, kỹ quá. Tiếc là cái bánh này chưa mua. Nó cái mâm kia đẹp. Dạ. Em phải mua là cái mâm ở bên kia anh chí chỉ rồi. Chìa khóa đâu cho em mượn. Đâu trong xe đó. Dở ra mà coi cái cabin wrap ok không? Tay lái sao? Thấp quá vậy ta, cái này chạy rất khó hả? Chạy từ từ thôi. Oh yeah nè. Đó. Chí mới làm lại. Ồ, chi tiết chưa? Ồ, mình coi là mình. Thấy rõ không? Hết chạy phải không? Hết sao vô chạy hết. Giảm thắng coi. Tập thắng hả? Quá đẹp. Phải nói không phải cái này không phải mình làm mà mình tự khen, nhưng mà mình biết là mình làm cái chiếc xe nó đẹp khi mà nó mình cái hạ xuống. Cái công tắc đèn đâu anh Chí? Công tắc đèn là nào? Mình nhìn nó là mình biết là nó đẹp. Quá đẹp. Sao? Công tắc đèn á, để mà mình công tắc đèn hay không? Công tắc đèn không? Đỏ đỏ đó hay không? Nghe cái vàng á. Đây hả? Bật lên cái đây, bấm nút cái. Đó, bắt đầu nó cháy sao nè. Chạy lại chớp vậy hả? Ờ, chớp vậy đó. Ồ, có cái đuôi vô nhìn ngầu liền á hả? Đẹp ha. Cái này là cái bỏ em bỏ cái bỏ cứng nè. Ừ.
Đã vậy. Ờ cái bộ kìa. Ủa cái này làm lại, có làm lại, có làm lại bộ không? Sao nó bự vậy? Nó vậy thôi, vậy thôi. Ủa xem nhớ lần trước đâu có nghe dữ vậy ta. Nhớ ông Minh đâu có nghe dữ vậy đâu. Từ lâu quá mà không nghe đó. Mẹ nó nhớ. Mẹ có bộ ghê vậy. Hàng xóm chửi vậy. Ok thì mình bây giờ sẵn đây mình sẽ đi cái chi tiết từ từ ha. Thì đây là xe Lamborghini Huracan của Sơn Phan. Cái này là phiên bản 610-4 là hai cầu ha các bạn ha. Cầu trước và cầu sau. Thì khi Sơn Phan đem xe đến á thì chiếc xe nhìn thì nó là Lamborghini Huracan nhưng mà nó nhìn rất là thì xe jean nó nhìn rất là sao? Nói sao? Nhìn hoài nó nghe nó thấy nó cũng chán. Thì cái thứ nhất là bắt đầu mình làm là mình đã bỏ cái phuộc Novitec lò xo vô ha các bạn. Thì cái loại này là cái loại mà để mình có thể chỉnh nâng chiếc xe lên cao lên chút hoặc là hạ chiếc xe xuống thấp hơn chút nữa. Thì các bạn nhìn ở phía trong đây thì các bạn thấy bộ phận vàng của nó phía trong ha. Đó, cái đó là cái bộ phận phuộc Novitec của nó ha. Ok, và cái thứ hai nữa thì mình làm một cái custom size thôi, skirt đây quay chiếc Lexus, cho cái chiếc xe này. Dạ, mới thấy tận mắt bữa thấy thì không? Các bạn thấy đây là phiên bản custom size skirt. Lần phía trước luôn các bạn ha. Rất là chắc. Chặn gió hết luôn. Đây, xe huyền thoại của anh Chí. Xe cũng kỹ ghê luôn. Ok và đồ dùng của ảnh á. Thấy trên TV. Cái thứ hai là mình làm cái front splitter là cái miếng carbon ở phía trước các bạn ha. Thì các bạn thấy cái miếng carbon ở đây nó đi hợp với lại cái size skirt đó luôn các bạn ha. Đó. Ok và mình làm một cái cano ở đây luôn, cắt gió ha, cắt gió. Ok và đi ngang qua đây thì xe ảnh đâu có rồi hả? Xe ảnh không làm. Thì cái niềng này cặp mâm của mình mà mình tự mình gắn vô chiếc xe này mình thấy nó rất là hợp với lại cái chiếc xe, tại vì nó có cái lằn chỉ màu kiểu như đồng á thì nó hợp vô ha. Ok và đi ngang ở phía sau thì mình gắn cái đuôi này cho chiếc Huracan này thì cái đuôi này nó đi với lại cái deck này luôn các bạn ha, cái deck này luôn đó, carbon hết. Thì cái đuôi này là nó không có, thường thường thì các bạn thấy cái đuôi á nó sẽ bắt ốc vô trong cái miếng trên đây, nhưng mà cái này không phải, cái này nó bắt vô trong cái gầm ở phía trong luôn của chiếc xe ở phía trong ha. Ok và các bạn nhìn thấy ở dưới đây thì các bạn thấy cái bộ diffuser, carbon diffuser mà mình thiết kế lên gắn cho chiếc Huracan này. Và cái kế nữa thì các bạn thấy cái đèn LED mình gắn cái chiếc xe này ha. Ok và đi qua hướng bên đây thì mình sẽ mở cửa vô nghe coi. Thì ở đây tối hôm qua mình đã ráp cái carbon này ha các bạn ha. Ok và mình ráp luôn cái tay lái của cái carbon này của chiếc xe này mình dán vô ha, dán. Đó. Đây là công tắc mình để cho đi đèn. Mở lên. Ông xuống. Đó, chỉ đơn sơ vậy thôi mà chiếc xe nó nhìn rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Nó còn nằm ở cái cũ á, nó nghĩ khỏi gắn rồi để gì nó clean hơn. Để người ta nhìn người ta nói, ủa xe nó xe gì vậy? Với lại cái gắn cái đó màu đen nhìn nó không. Đúng rồi. Rồi, sẵn đây em cũng cảm ơn anh Chí nhiều. Thích không? Thích quá thích. Xe gần rồi. Coi như là
xong rồi đó. Giờ ý quyền em chỉ còn 4 cái bánh, 4 cái bánh nữa là dạ, xong. Mua 4 cái bánh nó là tuyệt luôn. Dạ. Đẹp luôn. Cảm ơn anh Chí bỏ công quá trời, 2 tháng rưỡi trời. Thank you anh. You welcome. Anh Chí rất là tốt nha bạn. Anh thấy mình té, mình bị xui á, anh nói anh cũng không có lấy tiền công nhiều tại vì mình xui quá. Lấy nhà mày thôi. Nên cũng cảm ơn nhiều. Đợt này em qua chủ yếu là em đi trải nghiệm với anh, lái chung với anh về. Rồi sẵn anh em mình tâm sự trên xe rồi chơi. Chứ để anh đi mình cũng buồn. Chạy tới chạy lui, đi lui vào xe cho em luôn ra. Đẹp quá anh Chí ơi. Đẹp quá. Ừ. Đẹp quá. Nhưng mà cái này anh phải chỉ em, anh phải chỉ em lái lại nha. Dạ, dạ. Nó thấp quá. Đúng rồi. Cả má nhìn ra luôn á. Ừ. Tại vì dù có cạ đi nữa, cái bửng ở phía trước á mình thiết kế để cho nó nếu mà có cạ nó không có hư cái bửng phía trên ha, cái gầm ở dưới nó cũng như nó trượt chiếc xe đi. Đó. Vậy thì cà phê tiếp phải không? Dạ, giờ cà phê xong rồi nhậu ha. Tối nay có khai nhớ khai buri gì không? Sáng giờ đi chơi mấy kỳ á. Any show going on today? What? Any show going on today? Huh? Any show going on today? I don't know, I just got from the drift track. Oh. Nice car. Sounds good, thank you. I love them. Fast. Not a Hellcat though. They looks good. They fast. They fast. Yeah, fast it up. Why Allah why? Qua mặt mình cái
cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe. Thì hôm nay ngày mai sẽ có cái video gì hay hơn nữa mình sẽ ráng cố gắng thâu lại và sẽ chia sẻ với các bạn trên kênh Khói Xe ha. Mình nhân dịp cuối tuần mình chúc cho các bạn và dành cho các bạn một cái cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. Hẹn gặp lại cái video kế nha. Bye bye các bạn.